No. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổng kết công tác giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2021. Đảng bộ thị xã Nghi Sơn tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 1, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hải Ninh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa. Tiếp và làm việc với đoàn đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, lãnh đạo phòng lao động thương binh và xã hội thị xã. Đến thăm chúc Tết, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân Phường Hải Ninh, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương Phường Hải Ninh quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón Tết, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Thay mặt lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Lê Văn Thanh cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách hộ nghèo của phường Hải Ninh nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã trao 150 xuất quả cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn làm trưởng đoàn, đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền Phường Mai Lâm và các gia đình chính sách tại xã Trường Lâm. Cùng đi có phòng lao động thương binh xã hội và lãnh đạo chính quyền sở tại. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đến thăm tặng quà gia đình ông Lê Hữu Xuân, bệnh binh 2 trên 3, mẹ liệt sĩ Mai Thị Mai, ông Lường Đình Kiệm, nạn nhân chất độc da cam dioxin và hộ nghèo Nguyễn Đình Nhủ, Mai Thị Hải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn bệnh tật, tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị xã Trường Lâm cần quan tâm đến gia đình người có công và người nghèo, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, pháp lệnh người có công của Đảng và nhà nước. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến tặng quà chúc Tết Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Mai Lâm. Nhân dịp này, Ông Lê Văn Ngà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp BTSC Thanh Hóa đã đi thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thị xã. Cùng đi có đại diện Sở Lao động và Thương binh xã hội tỉnh. Về phía thị xã có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Vui ở phường Hải Châu, Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Quyên ở xã Hải Nhân và mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hữu ở phường Nguyên Bình. Tại những nơi đến thăm, ông Lê Văn Ngà và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, ghi nhận và tri ân sâu sắc những cống hiến hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Các mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho ấm no hạnh phúc của nhân dân đồng thời chúc mẹ sống vui, trường thọ, luôn là tấm gương sáng động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, công ty cổ phần càng dịch vụ dầu khí tổng hợp BTSC Thanh Hóa đã nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi mẹ 1 triệu đồng trên một tháng. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lĩnh cũng đã tổ chức lễ trao quà của các nhà hảo tâm, con em làm ăn xa quê cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lĩnh cùng các nhà hảo tâm và hội đồng hương là con em của xã Ngọc Lĩnh đã trao 102 xuất quà cho 102 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 64 triệu đồng. Tất cả số quà trên được Ủy ban nhân dân xã đứng ra kêu gọi từ các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm là con em của xã Ngọc Lĩnh đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc và tại nước ngoài. Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa là người con của xã Ngọc Lĩnh cũng đã trao 10 xuất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ngọc Lĩnh đối với những người nghèo nhân dịp Tết đến xuân về đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá sách của những con em làm ăn xa quê trên mọi miền tổ quốc hướng về quê hương, về cội nguồn. Đồng chí Lê Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ngọc Lĩnh cho biết. Đến cái thời điểm này thì toàn đảng, toàn dân đang chăm lo cho mọi người dân để chuẩn bị có một cái Tết đón xuân thật là chung vầy. Với cái tinh thần trách nhiệm cao như vậy thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân chúng tôi đã tổ chức các cái hội nghị, rồi là triển khai à, các cái nội dung trước, trong và sau Tết, đồng thời là à, quán triệt đến cấp thôn, à, cấp tri bộ, để rồi là đặc biệt quan tâm đến cái đời sống của những người nghèo, người à, có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi à, người già cả neo đơn để làm sao để có cái cuộc sống ấm no, à, chung vầy trong ngày Tết. À, đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai nhiều cái hoạt động thôi nổi để nhằm thu hút cái nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người nghèo. Trong đó chúng tôi đã vận động các cái con em xa quê, đặc biệt là con em ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có cái tấm lòng gửi quà về để rồi là ủng hộ người nghèo. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến điểm cầu 31 xã phường. Sự hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ thị ủy, các đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, đại diện các phòng ban ngành thị xã. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung bám sát kế hoạch giải phóng mặt bằng số 44 ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai đến các xã phường, các phòng ban đơn vị có liên quan giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức cá nhân, tăng cường trách nhiệm hiệu quả hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ của các hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã năm 2020 đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay. Đã thực hiện việc đo đạc, kiểm kê 503,27 ha trên 91 dự án. Tổ chức lập phương án bồi thường cho 460,7 ha trên 88 dự án, ban hành quyết định thu hồi đất cho 3.457 lượt hộ. Hoàn thành bàn giao mặt bằng 470,03 ha tại 87 trên 91 dự án, đạt 97,86% kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản trên địa bàn thị xã được tăng cường. Trong năm, thị xã Nghi Sơn đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 4.600 trường hợp, hoàn thiện và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 9 xã phường. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức ngăn chặn xử lý tình trạng khai thác khoán sản trái phép trên địa bàn, đồng thời chủ trì và phối hợp kiểm tra 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh của 25 đơn vị, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 18 đơn vị cá nhân với số tiền 48,5 triệu đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, trình bày các giải pháp và chia sẻ những khó khăn vướng mắc, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và tài nguyên môi trường. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy và phát biểu kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị trong năm 2021, các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau. Trên lĩnh vực công tác giải phóng mặt bằng tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong đó nêu cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trưởng các đơn vị phòng ban đội trong công tác giải phóng mặt bằng tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc quản lý tiến độ khối lượng công việc có đánh giá kết quả kiểm điểm rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng đến người dân phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền vận động thuyết phục các hộ gia đình cá nhân nhận tiền bàn giao mặt bằng đối với ủy ban nhân dân các xã phường có dự án nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của cấp trên tập trung giải quyết các tranh chấp kiến nghị của nhân dân về đất đai và tài sản gắn liền trên đất Đối với hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, phối hợp chặt chẽ với các xã phường trong quá trình thực hiện các trình tự thủ tục, nâng cao chất lượng, lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tổ chức công khai minh bạch, tổng hợp các khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, bảo đảm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định, tạo điều kiện cho việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng được diễn ra thuận lợi. Về công tác tài nguyên môi trường, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trình độ chuyên môn cho cán bộ tại các phòng ban ủy ban nhân dân thị xã và cán bộ địa chính các xã phường chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo bố trí lực lượng xây dựng kế hoạch điều kiện làm việc để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định nguồn gốc đất để bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp các ngành các doanh nghiệp và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ môi trường tổ chức kiểm tra, thanh tra trên lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khoán sản, tập huấn việc áp dụng công nghệ thông tin nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường khoán sản cho cán bộ cấp thị xã và cấp xã phường. Chiều ngày 29 tháng 1, Ủy ban Bầu cử thị xã Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến điểm cầu 31 xã phường. Sự hội nghị có đồng chí Hồ Đình Tùng, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Long, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận thị ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu tài liệu, đặt ra những câu hỏi đối với những nội dung chưa rõ để được giải đáp, làm cơ sở triển khai thực hiện ở địa phương đơn vị. Ban tổ chức hội nghị triển khai đầy đủ các nội dung, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, đồng thời tiếp thu trả lời các câu hỏi của đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thị xã triển khai hướng dẫn các nội dung gồm Hướng dẫn mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử và các quy định về quy trình hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các nội dung quan trọng về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân thông qua hội nghị tập huấn giúp các đại biểu nắm được những nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và khẩn trương cụ thể hóa lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo chức trách nhiệm vụ được phân công đảm bảo theo đúng kế hoạch để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất thật sự trở thành ngày hội của toàn dân Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội người cao tuổi thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã dự. Hiện nay, Hội người cao tuổi thị xã có 31 hội cơ sở sinh hoạt tại 231 chi hội. Trong năm 2020, các cấp hội trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ hội viên, thực hiện có hiệu quả phong trào tuổi cao gương sáng, xây dựng quỹ hội và phong trào toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Công tác chăm sóc người cao tuổi được quan tâm. Trong năm, Hội Người Cao Tuổi Các Xã Phường đã phối hợp với Bệnh viện Mắt Bình Tâm khám cho 4.500 lượt hội viên, thay thủy tinh thể cho 450 cụ, phẫu thuật cho 661 cụ. Công tác xây dựng câu lạc bộ người cao tuổi được chú trọng. Hiện toàn thị xã có 37 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 2.113 thành viên tham gia, 545 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút trên 17.500 người cao tuổi tham gia. Bên cạnh đó, công tác phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm thực hiện tốt, trong đó tập trung tuyên truyền cho người cao tuổi về chương trình Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua đó, người cao tuổi đã tích cực tham gia hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, phong trào tuổi cao gương sáng giảm nghèo bền vững cũng được các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đã biểu dương những thành tích, kết quả hội người cao tuổi thị xã đạt được trong năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã nhấn mạnh, người cao tuổi luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng và chính quyền góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội, ổn định chính trị cơ sở của địa phương. Người cao tuổi là lớp người có uy tín trong cộng đồng, vì vậy trong năm 2021, hội người cao tuổi từ thị xã đến cơ sở cần tích cực hưởng ứng các phong trào do trưng ung hội và địa phương phát động, là tấm gương sáng trong các phong trào thi đua nhất là trong các lĩnh vực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển. Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi Thị xã đã trao kỷ niệm trương cho đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị xã vì đã có thành tích trong sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đồng thời khen tưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác hội và phong trào người cao tuổi năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã Nghi Sơn về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Phương Trúc Lâm đã ban hành kế hoạch công văn chỉ đạo tới các ban ngành đoàn thể phường, các tổ giám sát tổ dân phố với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, phường đã tập trung giả soát các công dân trở về từ các địa phương có dịch, hướng dẫn khai báo y tế, ký cam kết, tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Qua giả soát, hiện có 25 người trở về từ các địa phương có dịch bệnh COVID-19, trong đó đa số về từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, đã thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà. Đồng chí Đỗ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Trúc Lâm cho biết. Ủy ban Nhân dân phường đã tổ chức kiện toàn thứ nhất đó là ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và thứ hai là thành lập các cái uh, kiện toàn lại các cái tổ giám sát tại các tổ uh, dân phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của ban chỉ đạo và cái tổ các cái tổ giám sát và hàng ngày thì vào các buổi từ buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến uh, 17 giờ 30 thì tổ chức uh, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường và ngoài ra thì cho phân công cho lực lượng uh, của trạm y tế, công an phường phối hợp với lại các cái tổ uh, dân phố, tổ giám sát là đi từng ngõ gõ từng nhà để ra soát các cái đối tượng đi ở các cái vùng dịch như là ở Hải Phòng, rồi Quảng Ninh, rồi Hải Dương và một số các cái vùng dịch về và tiến hành yêu cầu là các tất cả các đối tượng và từ vùng dịch về đến khai báo tại trung tâm y tế và tiến hành là tổ chức cách ly theo quy định. Công văn của Ủy ban nhân dân thị xã Nghệ Sơn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Kính gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, đơn vị cấp thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường. Tính đến 6 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2021, cả nước ghi nhận 240 ca mắc dịch COVID-19 kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến nay trong cộng đồng do biến thể mới của virus Tại 9 tỉnh thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai và Bình Dương. Hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, khó kiểm soát, nguy cơ dịch bùng phát và lây lan trên địa bàn thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là rất cao nếu không có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện ngay các biện pháp cấp bách quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 như sau. 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung tại chỉ thị số 05 CTTTG ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Công điện số 95/CD-BIT ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Công điện số 97/CD-BIT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Công điện số 03/CD-UBNC ngày 28 tháng 1 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công văn số 332 UBND IT ngày 29 tháng 1 năm 2021 về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo giả soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đặc biệt kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép, người tạm trú, người lao động từ nước ngoài tỉnh ngoài về quê ăn Tết. Tổ chức truy vết triệt để các trường hợp F1, F2, đảm bảo tất cả các trường hợp đi qua hoặc từ các nước, các tỉnh thành phố có dịch về địa phương phải thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định, không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào. Xử lý nghiêm những trường hợp từ các nước, các vùng có dịch về không chủ động tự giác khai báo y tế không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và các trường hợp thông tin sai lệch không chính xác về tình hình dịch, tình trạng sức khỏe bản thân theo quy định tại Nghị định số 117-2020 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. 3. Giao trưởng phòng y tế chủ trì phối hợp với Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thị xã Nghị Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và các ngành đơn vị liên quan Tập trung chỉ đạo một số nội dung sau. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục duy trì, tăng cường và siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng theo hướng dẫn tại công văn 1385 BCDQG ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Đánh giá lại theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn ban hành tại quyết định số 3088QDBIT ngày 16 tháng 7 năm 2020 và Bộ Tiêu chí Phòng khám An toàn phòng chống dịch COVID-19 ban hành tại quyết định số 4999 quy đề BIT ngày 1 tháng 12 năm 2020. Tiếp tục giả soát, quán triệt thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành tại quyết định số 5188 quy đề BIT ngày 14 tháng 12 năm 2020. Công điện số 97 CDBIT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Y tế thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực 24 trên 24 giờ, trực dịch, trực cấp cứu, làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 của thị xã, đặc biệt là trong những ngày Tết, ngày nghỉ. 4. Công an thị xã, Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Ghi Sơn, đồn biên phòng Hải Hòa, ngành y tế, phối hợp với các đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép bằng đường biển, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh vượt biên trái phép về địa phương gây ra lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giả soát, nắm bắt các trường hợp đi qua hoặc từ các nước, các tỉnh, thành phố có dịch đến công tác làm việc lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú của cơ quan, đơn vị, người về quê đón xuân ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu, người đã hết thời gian cách ly 14 ngày để thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng cách ly, quản lý, phòng chống dịch theo quy định, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm, các trường hợp chống đối, không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh. 5. Về công tác thông tin tuyên truyền, trưởng phòng văn hóa thông tin, giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch, chủ trì chủ động phối hợp với ngành y tế, các ngành đoàn thể, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các xã phường thường xuyên cập nhật chính xác các bản tin thông báo về tình hình dịch bệnh hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời công khai danh sách, thời gian, địa điểm cách ly của các đối tượng đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý để nhân dân biết và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh liên tục cập nhật thông báo diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tối thiểu 2 lần trên ngày. 6 Dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội nghị, hội thảo tập trung đông người khi không cần thiết. Nếu xét thấy thật sự cần thiết, phải báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã xem xét quyết định. Yêu cầu tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế khẩu trang, khử quần, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Đề nghị người dân không đến các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, các địa phương có dịch và không trở về từ các vùng có dịch cho đến khi có chỉ đạo mới của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trường hợp thật sự cần thiết phải báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 7. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, vận động nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, ngành y tế, các đơn vị liên quan, phát động sâu rộng phong trào trong quần chúng, vận động mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo tố giác về các trường hợp nhập cảnh trái phép từ các nước, các tỉnh, thành phố có dịch đến công tác làm việc, lưu trú, người về quê, người đã hoàn thành cách ly 14 ngày mà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng, đảm bảo đón Tết Nguyên đán tân sửu an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ban ngành, đơn vị, tổ chức trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã xây dựng các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh nhằm hạn chế nguy cơ dịch bùng phát. Những khuyến cáo phòng bệnh mở rộng, đối tượng áp dụng cho người mua hàng, người bán hàng, người lao động tại chợ và ban quản lý chợ. Trong đó, từng đối tượng cần nghiêm túc thực hiện theo các khuyến cáo nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ tham gia chống dịch. Người mua hàng phải đeo khẩu trang khi đi chợ giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi xếp hàng tại lối vào, khi thanh toán, khi trao đổi với người bán hàng, đồng thời rửa tay với dung dịch sát khuẩn trước khi vào chợ và khi ra về. Không đi chợ khi đang trong giai đoạn cách ly hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở. Người bán hàng, người lao động tại chợ, đeo khẩu trang trong suốt quá trình bán hàng, làm việc tại chợ, không bắt tay, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc với khách hàng, không đi bán hàng, đi làm khi đang trong giai đoạn cách ly hoặc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở. Đặc biệt vai trò của ban quản lý chợ được đặt lên hàng đầu. Theo đó, ban quản lý chợ cần khuyến khích người bán hàng thực hiện đo thân nhiệt cho khách hàng tại các quầy hàng, điểm giao nhận hàng, bố trí nơi bán hàng, quầy hàng giãn cách phù hợp, khuyến khích lắp đặt vách ngăn giữa các quầy hàng triển khai kẻ vạch xác định vị trí đứng, khoảng cách giữa người bán hàng và người mua hàng, yêu cầu người bán hàng, người lao động tại chợ phải đeo khẩu trang, cài đặt và bật ứng dụng Bluezone nCoV. Đồng thời, ban quản lý chợ cũng cần bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại các vị trí thuận tiện nếu có thể, xà phòng tại các khu vệ sinh, đủ thừng đựng rác và chất thải rắn nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền sở tại, triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng, biển hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc người bán hàng, người lao động tại chợ và người mua hàng thực hiện các biện pháp dự phòng cá nhân mọi người dân nên lưu ý thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Bluezone, ứng dụng khai báo y tế nCoV, nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, không khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi, che miệng và mũi khi ho hắc hơi, đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch riêng của ban quản lý chợ nếu có. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, viết nên những trang sử vàng trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhất là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã giành được những thành tựu rất to lớn và toàn diện. Vì thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Cách đây tròn 91 mùa xuân, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930, Đảng ta ra đời, soi dọi ánh hào quang mở đường cho quốc dân, đồng bào bước ra khỏi bóng tối lầm than nô lệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã từng bước xây dựng đất nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn, từng bước khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Công cuộc xây dựng và trình đốn Đảng cũng như đổi mới đất nước hôm nay tiếp tục được Đảng và nhà nước ta thực hiện một cách mạnh mẽ, bài bản từ đó thắp sáng niềm tin, thổi bùng khát vọng để quân dân cả nước tiếp tục lao động, sáng tạo, công hiến. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6 tháng 12 năm 1930, tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giàng, ở làng Hồ Thượng, trước Cổng Phủ Lị Tĩnh Gia, nay thuộc phường Tân Dân, tri bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, tiền thân của Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn ngày nay được thành lập, gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Giảng làm bí thư tri bộ và thảo luận quyết định những chủ trương ván tắt của tri bộ là tăng cường công tác xây dựng đảng, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, lựa chọn những đảng viên tân Việt và thanh niên có xu hướng tiến bộ, vận động giáo dục kết nạp vào đảng, đồng thời tích cực xây dựng tổ chức quân chúng, tổ chức in truyền đơn, may cờ đỏ bố liềm, chuẩn bị kỷ niệm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 tri bộ Cộng sản đầu tiên ra đời trên quê hương Tĩnh Gia đã mở ra bước ngoặt mới. Từ đây phong trào cách mạng của Tĩnh Gia có đảng trực tiếp lãnh đạo và tham gia một cách tự giác vào cuộc vận động cách mạng của cả nước. Từ hạt sống đỏ này, phong trào cách mạng đã lan tỏa khắp nơi trong toàn huyện. Với mục đích lý tưởng của đảng, phẩm chất cách mạng cao đẹp của những đảng viên tri bộ Cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia, tiền thân của đảng bộ thị xã Nghi Sơn ngày nay, đã khắc sâu trong tâm trí quần chúng niềm tin bất diệt vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tạo ra bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần cùng quân và dân cả nước đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, Quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp văn minh, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn đã lãnh đạo nhân dân phấn đấu vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn toàn diện. Chỉ tính riêng trong năm 2020, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết Sáng tạo, Đảng bộ chính quyền đã lãnh đạo nhân dân toàn thị xã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Nghi Sơn trong năm 2020 đạt 18,6%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 30.256 tỷ đồng, vượt 8,5% so với kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 74.142 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 8.360 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 784 triệu USD, bằng 86,5% so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đạt kế hoạch tỉnh giao và đạt tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 và lễ kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, tiền thân của Đảng bộ thị xã Nghi Sơn qua đó đã tạo không khí đoàn kết phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng bộ và chính quyền. Tự hào về đảng Quang Vinh Bắc Hồ Vĩ Đại, quê hương anh hùng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021, quyết tâm xây dựng thị xã Nghi Sơn trở thành đô thị văn minh hiện đại. Cửa hàng kính thuốc Toàn Hà có địa chỉ tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tưng bừng khai trương khuyến mại, giảm giá 30% các sản phẩm kính thuốc, 15% các sản phẩm đồng hồ máy trợ thính. Cửa hàng kính thuốc Toàn Hà tự hào là đơn vị cung cấp đến khách hàng những dòng sản phẩm trồng kính chính hãng của tập SCL tại thị xã Nghi Sơn với đội ngũ y sĩ khúc xạ nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực đo khám thị lực mắt mài lắp kính theo tiêu chuẩn của scl và một hệ thống máy móc công nghệ tiên tiến nhất hiện nay đến với cửa hàng kính thuốc toàn hà quý khách sẽ được đo khám thị lực mắt một cách chuyên nghiệp tận tình và được trải nghiệm những công nghệ tiên tiến nhất trong ngành kính thuốc với hệ thống cửa hàng rộng rãi, phong phú về mẫu mã, cửa hàng kính thuốc toàn hà sẽ mang lại cho quý khách sự lựa chọn ưng ý nhất và một tầm nhìn trung thực sắc nét nhất. Cửa hàng kính thuốc toàn hà, địa chỉ phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, nằm trên quốc lộ 1A, cách cổng bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 800m, về phía bắc, gần đường vào đền bà Mai Thị Triều. Điện thoại liên hệ 0988 195 346. Thông báo tuyển sinh, Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn Thanh Hóa liên tục tuyển sinh các hệ: Cao đẳng, Trung cấp chính quy gồm các ngành nghề: 1. Điện công nghiệp, 2. Công nghệ hàn, 3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, 4. May thời trang, 5. Kế toán doanh nghiệp, 6. Công nghệ ô tô, 7. Điện nước, 8. Công nghệ thông tin, 9. Sửa chữa thiết bị may. Đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Thời gian đào tạo: 24 đến 30 tháng tùy từng ngành nghề. Thời gian thu hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Hình thức đào tạo: phối hợp đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Con em các gia đình chính sách được hưởng mọi chế độ miễn giảm theo quy định của nhà nước. Học phí theo quy định của nhà nước. Sinh viên chỉ phải đóng học phí sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại doanh nghiệp. Thời gian học ở doanh nghiệp được hưởng mức lương 160.000 đồng trên ngày, có nơi ăn ở miễn phí, được tài trợ học ngoại ngữ, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật Bản trong thời gian học tại nhà trường. 100% sinh viên được nhà trường giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Nếu có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học được nhà trường giới thiệu và tuyển dụng trực tiếp từ các nghiệp đoàn trường học tại các nước bản địa, kinh phí theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm tư vấn tuyển sinh việc làm, trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn, tiểu khu 4, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Số điện thoại: 0978 490 179 hoặc số điện thoại: 0971 581 153. Website: vkvkvk.ccns.edu vn Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Nghi Sơn đã ký Hoàng Anh Tuấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.